người đó ta còn thích cái ta, ta đó ta không có kêu mà ta còn đặt vốn đầu tư thì quán nghèo vốn chẳng bao nhiêu gì đừng nên ăn thiếu mà tiêu tan quán nghèo, cái đó là khách ta đặt thôi chứ chị có đặt cái đâu đó. Bạn có bao giờ nghe đến một quán ăn có cái tên ngắn gọn và xúc tích như vậy chưa? Quán nghèo nằm ở hẻm 434 sạc 14 Nguyễn Tri Phương, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Một con hẻm siêu nhỏ chỉ vừa cho một chiếc xe máy đi qua. Trải qua hai đời cha truyền con nối, quán ăn của gia đình gốc Hoa này tồn tại suốt hàng chục năm qua, trở thành địa chỉ ẩm thực quen thuộc cho những người lao động vì giá cả phải chăng nhưng chất lượng tuyệt hảo. Đến nay, nhiều người trẻ biết tới cũng đã tìm được quán. Quán từ hồi đời ba ổng vừa qua, nhưng mà ở bên ổng đó xin chữ bên Trung Quốc vì ổng qua đây có mình ổng với người em, nhưng mà người em thất lạc cũng là mất là hồi năm 98 rồi con ổng mới ổng bán một thời gian, con ổng mới đứng ra mở quán bán. Hồi lúc trước ông bán là khoảng 2 giờ, bán cho tới 7 giờ tối là ông nghỉ. Thì giờ con ông bán giờ giấc khá ổng là 4 giờ, cho bán khoảng 8 rưỡi chín giờ nghỉ rồi. Hồi lúc mà con về đây làm dâu rồi, ba ổng đã không còn bán nữa. Chỉ biết là ổng bán là mấy cái món trong thực đơn vậy thôi. Bán đặt mà bán hồi lúc đó nhà ổng còn sập sệ, bán cái bàn cây, cái ghế xếp ra xếp vô đó. Đầu tiên là khách của ổng là mấy dân xích lô, sau này là có mấy khách lạ lạ rồi lại nhậu, bây giờ là giới trẻ, chứ hồi lâu mấy người mà thời ổng á bây giờ đi dọn nhà đi chú đi xa rồi, với một số người cũng chết rồi. Bà Hà về làm dâu trở thành một phần không thể thiếu của quán nghèo. Suốt mấy chục năm qua, chồng đứng bếp nấu chính thì có một tay vào lo toan chợ búa, sửa soạn hàng quán để duy trì quán ăn gia truyền. Hỏi quán nghèo thì nên ăn món gì, khách mê nhất món gì, bà Hà nhiệt tình tư vấn. Chẳng gà, giò heo, biến gân, ốc bò tỉ bò, hoa lấu, bò tỉ tiền tiêu, mấy món đó lắm. Nếu mà người ta thích ăn nhất là người ta hay ăn cái món chẳng gà. Chẳng gà là cái món đó là người ta lại, người ta hay kêu nhiều. Quán có nghèo bàn, nghèo ghế, nghèo không gian chỗ ngồi, chứ hương vị đồ ăn thì không nghèo, tình cảm lại càng không. Những món như bà Hà vừa liệt kê đều là những món ăn được chủ quán chế biến một cách thuần thục, hương vị nhất quán. Một dĩa đồ ăn bao giờ cũng đầy ắp và nóng sốt, thậm chí còn nhiều hơn cả tưởng tượng của những vị khách mới. Ông Nguyễn Thanh Long, 47 tuổi, nhà ở quận Tân Phú, nhưng một tuần được cùng bạn bè ghé quán nghèo đến 3 lần như một thói quen. Tại vì mình thấy ngồi người lề đường mà nó lâu đời, thấy nó là quán nghèo thôi. Tại vì có chỗ nào ngồi mà nhậu cực khổ vậy thôi, đúng không? Ngồi khép nép đó. Thì tại người ta đặt cái cách ngồi nó nghèo thì mình đặt quán nghèo. Thứ nhất là cái giá tiền nó rẻ, không có món nào trên 100 ngàn, tự 100 đô lại, mà món nào cũng chất lượng. Thích là thứ nhất là đồ ăn ở đây ngon, giá cả phải chăng đó. Nói chung là ngon hơn tất cả các quán khác, nhưng mà giá thì lại bình dân. Bao tử hầm tiêu, sườn sốt chua ngọt, rồi chân gà hầm đậu, rồi trứng tủy chiên trứng, cá chẽm rồi đó. Lần đầu tiên chú bước vào đây, chú ấn tượng là khi ăn cái chân gà hầm đậu vào mà người ta nói danh từ mà để kêu là bi đông bi đan hầm đậu phộng. Giá thời điểm lúc đó chỉ có 12 ngàn thôi. Tới thời điểm hiện giờ là món đó đã lên tới là 50-60 ngàn rồi. Giống như tới Nguyễn Tri Phương hỏi quán nghèo thì người ta sẽ biết, chứ nói địa chỉ thì không ai biết. Nó là gần ngã tư Nguyễn Tri Phương bà Hà là ai cũng biết. Mặc dù con hẻm có hơi chật chội, thỉnh thoảng có chiếc xe bấm còi ép sát bàn nhậu để qua, nhưng ai nấy đều vui vẻ nhiều nhịn, chẳng hề phiền hà. Quán nghèo rôn rã tiếng cười nói phóng khoáng của người lao động, sự hào sảng của những người sống ở hẻm Sài Gòn và chứa đựng cả những điều mới mẻ, phấn khích của những người lần đầu ghé thăm. Rót đến quán nghèo một lần, chắc chắn sẽ phải đến lần thứ hai.